Bây giờ Comina sẽ hướng dẫn anh chị em cái cách mà để mình chụp cái motor này lại để cho nó đảm bảo an toàn về mặt chống nước. Thì cái motor thông thường nó sẽ có mấy cái lỗ ở đây, và cái lỗ quan trọng nhất là cái lỗ dây dẫn điện này này. Cái dây dẫn điện khi mà mình làm ấy, khi mà mình nối cái dây dẫn điện ở đây ấy, là anh em phải đưa cho nó vòng xuống dưới này, để cho khi mà nó có nước nó của dây, khi mà nước mưa nó dính ở đây nó không nguồn, ví dụ như ở trên này là nước nó theo đường dây nó dính ở đây là sai, mình phải đưa được xuống này, ok chưa? Đấy, cái cách thứ hai, cái thứ hai nữa ấy, là ở đây mình có chuẩn bị một cái can này là can 25 lít ở ngoài thị trường nó bán khoảng 40-50 ngàn đấy. Thì tùy vào cái loại motor mình sẽ có cái kích thước can, ví dụ như cái motor này là motor 2 ngựa này. Đây là can kích thước này, dài 30 này, chiều rộng 30, sâu 40, chiều cao là 28 phân. Đấy. Thì can này can 25 lít, chứa hóa chất này. Bây giờ mình chụp vào nó rất là dễ này. Đây. Ở đây ấy, là mình cắt một cái đầu này là để cho nó hướng ra hướng này. Và cái đầu này này là để lấy gió để làm mát motor. Còn phần trên với hai bên hông là mình không cần phải cắt đấy. À, bây giờ kỹ thuật của Comina sẽ hướng dẫn anh chị làm rất là dễ này. Đấy, cảm ơn. Đây mình có cắt cái này ra này, cái này là HDPE nó rất là dẻo. Đây chùm vào đây đấy, chùm vào bên đấy trước đấy, cái này. Khi mà như này rồi, em quay gần đây này. Đấy, khi mà sau khi mình làm cái này rồi là mình sẽ lấy cái vít mình bắn lại. Ai mà cẩn thận hơn ấy thì anh chị em cũng có thể lấy cái ủ lon khoan lỗ, xong là ủ lon khoan lỗ xong mình bắt vào thì nó sẽ chắc.